Đây là dòng chim cu thái màu nhá. Bên em thì rất nhiều cái dòng màu đẹp. Đấy. Xám vảy vân rồng hồng cà phê trắng đốm hoa mơ đây. Vàng hồng có đủ hết. Đấy. Bác nào mà kết nối Zalo thì em sẽ cho chọn màu cụ thể. Đấy. Ưng màu nào ta lấy màu đấy. Nhiều màu đẹp luôn. Rất nhiều màu đẹp luôn. Đấy. Bác nào thích thái màu thì cứ kết nối thôi. Ở cái phần nhắn tin qua TikTok em sẽ trả lời và để lại liên kết.